chiếc xe bồn chở ga đang lưu thông trên xa lộ Hà Nội thì bất ngờ tông mạnh vào giải phân cách rồi lao sang làn đường dành cho xe máy, sau đó tông liên tiếp vào 6 xe máy đang dừng đèn đỏ. Vụ tai nạn xảy ra sáng nay ngày 25 tháng 12 năm 2015 khiến ít nhất 7 người bị thương. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 7 giờ xe đầu kéo chở ga mang biển kiểm soát 51R04644 chạy trên xa lộ Hà Nội hướng từ Thủ Đức về quận 2. Khi vừa lưu thông qua cầu Rạch Chiếc khoảng 500m thì bất ngờ mất lái tông vào giải phân cách. Chiếc xe chỉ dừng lại khi lao sang làn đường dành cho xe máy, tông liên tiếp vào 6 xe máy đang dừng chờ đèn đỏ. Cú tông mạnh khiến 4 xe máy bị cuốn vào gầm, 2 xe khác bị hất văng, ít nhất 7 người thương vong. Trong đó có 2 người mắc kẹt dưới gầm được hàng chục người dân tìm cách kéo cho ra ngoài. Tại hiện trường, các phương tiện nằm chắn ngang làn đường dành cho xe máy, lực lượng chức năng phải phong tỏa làn xe máy, phân luồng giao thông cho xe chạy qua khu dân cư quận 2 để giải quyết vụ việc. Tuy nhiên, do vụ việc xảy ra vào giờ cao điểm nên khiến giao thông qua khu vực bị ùn ứ nghiêm trọng, các con đường trong khu dân cư chìm trong biển người và xe. Đến khoảng 9 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã di rời các phương tiện khỏi hiện trường để tiếp tục điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn.